Thưa quý vị, ngày 10 tháng 3, cô giáo Hồ Thị Hoa, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phổ Hải, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận một nhóm học sinh lớp 6 của trường phải đến khám, theo dõi tình hình sức khỏe tại trung tâm y tế huyện sau khi ăn quả của cây ngô đồng. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 3, trong lúc ra sân thể dục của trường để học bài học về bảo vệ môi trường, một nhóm 13 học sinh nam lớp 6C nhặt quả của cây ngô đồng lên ăn. Sau khi ăn xong, thì nhiều em trong nhóm học sinh trên có biểu hiện là rát họng, buồn nôn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, thì giáo viên của nhà trường đã gọi điện báo với phụ huynh để đưa các em lên trung tâm y tế huyện Nghi Xuân thăm khám. Sau khi thăm khám điều trị đến 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3, tình hình sức khỏe 13 học sinh đã ổn định, nhưng các em vẫn được giữ tại trung tâm để tiếp tục theo dõi trước khi xuất viện. Và vào ngày 10 tháng 3 thì cái hình thức giả mạo này đã khiến cho rất là nhiều người hoang mang, cũng như là bệnh viện lại tiếp tục đưa ra một cái cảnh báo nữa, một cái hình thức lừa đảo mạo danh bệnh viện trên mạng xã hội để trục lợi cũng vừa mới xuất hiện. Theo đó, vào ngày 9 tháng 3 thì xuất hiện hai trường hợp lừa đảo và mạo danh bệnh viện, trong đó trường hợp 1 là kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân kèm giấy chứng nhận, trường hợp 2 là giả mạo hợp đồng lao động với bệnh viện Nhi đồng 1. Từ đó, bệnh viện Nhi đồng 1 đã phải tiếp tục phát đi cảnh báo về nhiều hình thức lừa đảo mạo danh bệnh viện để trục lợi. Trước đó, bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã đưa ra cảnh báo về các cuộc gọi mạo danh bệnh viện yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vì có con đang cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, là đến một mùa tuyển sinh và với rất là nhiều những cái trường thì có vô vàn nhiều những cái cách để tuyển sinh khác nhau. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2022 thì có 47,98 thí sinh lựa chọn nhập học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây được xem là cách phổ biến nhất và thấp nhất, đó là phương thức xét tuyển thông qua phỏng vấn và tỷ lệ thí sinh nhập học là 0,00%, tức là 0% đó quý vị. Do đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các trường đại học phân tích và thống kê đối với những cái cách mà không hiệu quả chút nào như là cái cách vừa rồi thì cần phải bỏ và đưa ra những cái phương cách để đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo phương thức xét tuyển và loại bỏ những phương thức xét tuyển đã không hiệu quả. Các cơ sở đào tạo thì cũng cần phải có phương án xét tuyển để đảm bảo công bằng giữa các phương thức xét tuyển, phải đưa đúng, đủ và chính xác thông tin thí sinh trúng tuyển sớm theo quy định. Và mặt khác, nghiên cứu sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để làm điều kiện sơ tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý là cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2023 và trong đó cần hoàn thiện các phương thức tuyển sinh, thực hiện đúng quy chế tuyển sinh hiện hành, tránh làm cho các phương thức tuyển sinh trở nên phức tạp và rắc rối đối với thí sinh như là hiện nay. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì tất cả các phụ huynh xôn xao tới cái sự việc là bị lừa cái chiêu thức là con cấp cứu. Mà rõ ràng là điều này thì khiến ai có con nhỏ đều cảm thấy hoang mang. Đầu tiên là tại sao lại có thông tin của mình và lại có thể có những cái hình thức như vậy để từ đó lấy thông tin này, lừa phụ huynh này. Và rõ ràng là chúng ta sẽ cần thấy là làm thế nào để chúng ta có thể xác thực những thông tin, làm thế nào để có thể ngăn chặn những cái sự việc tương tự, đúng không ạ? Đúng là như vậy. Và tôi nghĩ là phụ huynh hoang mang là một điều tất yếu bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới nhiễu động quá và càng ngày thì càng có thêm rất là nhiều những cái chiêu lừa đảo mới và nhiều khi mình cũng không ngờ tới nữa. Và để tránh gây hoang mang thêm cho phụ huynh, ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi, đặc biệt là các bậc cha mẹ đang có con đến trường, hãy lắng nghe về những cái lưu ý chi tiết từ nhà trường, từ bệnh viện và quy trình tiếp nhận cũng như xử lý như thế nào. Và đây cũng là một cái nguyên cớ để cho chúng ta có thể học được thêm những cái kỹ năng mới trong cuộc sống, đó là luôn luôn kiểm tra thông tin và hiểu rõ về những quy trình nơi mà con em chúng ta cũng đang theo dõi. Và giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những cái khuyến cáo cũng như là quy trình của chúng tôi. Nếu mà chẳng may quý vị và các bạn sẽ có những cái tình huống khi gặp tai nạn tại trường học và phụ huynh phải làm gì, làm sao để có thể giúp phụ huynh tránh được nguy cơ lừa đảo bằng các cái chiêu thức tương tự, hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Tôi là bác sĩ của cháu, tôi là trưởng khoa cấp cứu bác sĩ Dũng. Qua sự cố thì tình trạng hiện tại của cháu thì nó bị chấn thương phần đầu, trường hợp là mình phải phẫu thuật gấp để cho cháu bị tắc nghẽn mạch máu anh. Hồi nãy em mới vừa bệnh thương con làm phẫu thuật á, bệnh thương con báo với em là 50 triệu á, cho bác sĩ vô ca phẫu thuật sớm á. Thôi bây giờ anh em nhắn tin cái số rồi cho anh để anh chuyển vào đó để chuyển vào cửa thương con á. Phần vai giáo viên chủ nhiệm và bác sĩ điều trị với giọng điệu gấp gáp để gọi cho phụ huynh yêu cầu chuyển khoản. Chiêu thức lừa đảo tinh vi này đã diễn ra suốt nhiều ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê sơ bộ của bệnh viện Chợ Rẫy, tính đến nay đã có 13 người là phụ huynh có con đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện này tìm con sau khi nhận cuộc gọi từ người tự xưng là giáo viên và thông báo con em của họ bị tai nạn phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Ngoài ra, bệnh viện cũng nhận nhiều cuộc gọi đến từ các bậc phụ huynh nhờ xác minh thông tin trẻ cấp cứu, nhưng hầu hết đều là thông tin ảo từ nhóm đối tượng lừa đảo. Một số bệnh viện khác như Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã phát đi cảnh báo phụ huynh về vấn nạn lừa đảo này. Những trường hợp như thế này thì người nhà nên bình tĩnh và xác minh lại với nhà trường và có mối quan hệ với nhà trường như thế nào đó để xác minh nhà trường có đúng cái trường hợp như vậy hay không. Và đừng có nghe người ta nói là bị cái trường hợp này họ nói họ là nhân viên nhà trường, thì mình phải làm sao mình phải có số điện thoại gì đó của cô chủ nhiệm là quan trọng nhất. Họ sẽ nắm hết thông tin. Thứ hai nữa, cần thì liên lạc với bệnh viện. Cái này để mà xác nhận lại cái thông tin. Những trường hợp mà cấp cứu tại các bệnh viện, đặc biệt là ở Nhi đồng 1, thì vấn đề mà cấp cứu bệnh nhân là hàng đầu. Là không bất kỳ một lý do gì hết mà làm chậm trễ cái quá trình mà cấp cứu cho người bệnh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, qua nắm bắt từ các trường hợp bị lừa đảo vừa qua, hầu hết các đối tượng chỉ nói chung chung chứ không nêu chi tiết lớp nào, địa chỉ ra sao. Hiện nhiều trường học trên địa bàn thành phố cũng đã gửi thông tin cảnh báo đến phụ huynh học sinh về tình trạng lừa đảo đang diễn ra. Thì nhà trường đã gửi những thông báo về các cái quy trình để xử lý. Ví dụ như là khi mà thật sự mà có học sinh bị chấn thương, thì việc đầu tiên đó là giáo viên chủ nhiệm sẽ liên hệ với phụ huynh để thông báo tình hình sức khỏe của các em. Và nếu thật sự mà các em cần phải đến bệnh viện và các em phải nhập viện cấp cứu gì đó thì bắt buộc là phải có phụ huynh có mặt ở bệnh viện để ra có những quy trình rất rõ ràng. Ví dụ một em học sinh bị tai nạn hay là các em bị một vấn đề gì về an toàn thì nhà trường đầu tiên hết là bộ phận và bên y tế nhà trường sẽ lên xem các em bị như thế nào và sau đó thì báo cho lãnh đạo nhà trường. Tùy tình hình mức độ, nếu các em bị nhẹ thì xuống phòng y tế và liền lúc đó là nhà trường sẽ có bộ phận liên lạc với lại phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp sẽ liên lạc mọi việc đến với phụ huynh. Sau khi mà liên lạc với phụ huynh thì phụ huynh sẽ đến, thì nhà trường sẽ bước tiếp theo. Nếu nhẹ thì nhà trường sơ cứu và phụ huynh sẽ cùng với các em học sinh và nhà trường có người đưa các em đến bệnh viện. Nếu nặng hơn thì nhà trường sẽ gọi xe cấp cứu của bên cấp cứu đến để trực tiếp để sơ cứu và đưa các em đi. Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn, người dân cần bình tĩnh liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm chứng thông tin. Tuyệt đối không vội vàng chuyển khoản theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban Công an Thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại 069 3187 344. Hoặc trực ban phòng cảnh sát hình sự qua số điện thoại 069 3187 200 để cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan công an nhanh chóng điều tra xử lý.